thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó chủ yếu là người cao tuổi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông qua Bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cả 2 tháng 4 và tháng 5 qua hình thức qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại nhà. Thời gian bắt đầu chi trả tại nhà người hưởng sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 4. Bưu điện đề nghị người hưởng đăng ký thông tin nhận tại nhà theo 3 phương thức. Đăng ký thông tin trên website http 2 .gạch chéo -gạch chéo hội vnpost vn Gọi điện đến hotline 1900 545 481. Gọi điện đến số điện thoại của nhân viên chi trả hoặc bưu điện huyện được thông tin trên hệ thống thông tin của xã, phường, tổ dân phố. Để đăng ký thông tin, người hưởng cần chuẩn bị sẵn thẻ, sổ lĩnh lương hưu, hoặc thẻ bảo hiểm y tế, số điện thoại liên hệ. Việc đăng ký thông tin được thực hiện từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020. Đối với người hưởng thuộc khu vực bị cách ly, bưu điện sẽ thực hiện chi trả sau khi thời gian cách ly kết thúc.